được nghe nhạc từ đôi loa của hãng Audio Technica. Loa này cửa hàng báo giá cho anh em là 4.500.000 đồng. Loa cực kỳ xịn sò anh em nhé. Đang ghép vào một mẫu đẩy của Nhật Dama 100 báo giá 3 triệu. Loa 4.500.000, còn đẩy là 3 triệu. Đẩy Nhật, loa Nhật. Loa có cấu tạo một bass 20 và hai loa chép 5 châu kép. Công suất là từ 100 đến 300W. Loa còn trở kháng từ là 8 ohm. Loa cực kỳ đẹp và chắc chắn, hàng chính hãng của Nhật. Như thế này tội gì phải đi mua loa nhái và tàu anh em. Cứ hàng chính hãng mở phệt, nó bền theo thời gian và anh em chơi nó vừa bền theo thời gian, nó vừa đẹp và vừa chất. Sau này anh em có thay đổi bán nó vẫn có giá, cả nghe cả hát. Nó 5 châm kép nên đánh tiếng cực kỳ chắc, nghe nhạc hát karaoke đều hay. Chơi nhiều đồ âm thanh cứ thấy nó ghi nhiều watt là sợ, nghĩ là phải 8 âm ly là 500W hoặc là 1000W mới chơi được. Nhưng thực tế nó bass 20 thì nó chỉ ghi vậy thôi anh em ạ, nó không ăn công suất đâu. Còn con đẩy này chỉ có 240W, nó đánh hai đôi bass 25 nhẹ nhàng luôn, kể cả loa có ghi 400-500W. Nên giả sử cái dòng Audio Technica BK này nó ghi toàn 450W, nhưng làm sao có công suất như vậy anh em. Ok, xin chào anh em.